Ngôi sao của Brooklyn Nets đang nhận mức lương kếch xù lên đến 42,9 triệu đô một mùa. Anh đang là ngôi sao số 1 của đội bóng thành phố Brooklyn. Ngôi sao của Washington Wizards đang hưởng mức lương lên đến 43,2 triệu đô la sau khi ký vào bản hợp đồng tối đa vào tháng 2 năm nay. Nhà vua là một trong những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất của làng thể thao, vì vậy không thể không có tên trong danh sách này. LeBron đang hưởng mức lương 44,4 triệu đô la Mỹ một mùa trong màu áo của LA Lakers. Westbrook bị xem là quả bom xịt trong mùa giải vừa qua. Lakers đã phải chi trả mức lương lên đến 47 triệu đô một mùa để ký hợp đồng với Brody trong mùa hè 2021. Tay ném ba vĩ đại nhất mọi thời đại, nhân tố chính làm nên đế chế cầu cổng vàng với 4 chức vô địch trong vòng 10 năm qua. Không ngạc nhiên khi Stephen Curry là cầu thủ được hưởng lương cao nhất. Anh đã ký hợp đồng Supermax với Warriors và đút túi 48 triệu đô một mùa.